Chào mừng các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube giới thiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại trung tâm làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Nam Định. Và cơ sở sập gỗ Mỹ Hướng là một đơn vị sản xuất sập gỗ Lào trực tiếp tại xưởng sản xuất. Giá rổ là tận nơi sản xuất, tận gốc luôn ạ. Và trong video clip mới ngày hôm nay, cơ sở sập gỗ Minh Hướng tiếp tục lại lên sóng phần mộc những mẫu mã sập gỗ Lào đẹp được bán chạy nhất năm 2023, cũng như là được bán chạy nhất ở bên cơ sở em đó ạ. Và ngay bây giờ đây, xin mời các quý khách hàng cùng theo chân em Hương để đi chiêm ngưỡng chi tiết nhất và rõ ràng nhất về từng bộ sập gỗ Lào có tại cơ sở bên em. Bên tay đó. Nói làm gì? Và trước màn hình của các quý khách hàng đây, đó chính là một bộ sập trơn chân quỳ dạ cá, được làm hoàn toàn trên nền chất liệu là gỗ gụ Lào chuẩn 100%, có chiều dài là 2m20 và chiều rộng là 1m80, quây tam diện cổ liền. Và đây đó chính là đơn hàng đặt của anh Linh tại Bắc Ninh đó ạ. Thì ở phần dạ tiền đây, được cơ sở em làm là dạ dày 10 phân liền khối. Hàng cơ sở em được chọn vân rất tỉ mỉ và rất kỳ công, vân nổi cuồn cuộn. Và ở dạ tiền đây, được cơ sở em vén hai bên là có đôi sóc đang trộm nho, vô cùng là đẹp và tinh xảo. Và ở phần chân, được cơ sở em làm là chân 26 phân liền khối. Và chân này là anh đã đặt cơ sở em là chân không tâm không tim. Và ở phần mặt sập là mặt khuôn 10 ván 3 phân. Và ở phần dạ tiền đây, đang được cơ sở em chọn vân dày 10 phân và dạ ngang cũng dày 10 phân liền khối hết. Mặt là mặt khuôn 10 ván 3 phân. Hai tấm lá là cùng cây bong từ một cây gỗ ra, rất tương đối tương xứng. Và phần dạ tiền này, em xin quay gần cho các quý khách hàng cùng xem này. Phần dạ tiền được cơ sở em chọn gỗ loại VIP, gỗ vân loại 1, rất bồng bềnh cuồn cuộn, tạo nên sự sang trọng và lịch lãm cho ngôi nhà. Và những mẫu sập gỗ trơn chân quỳ này là mẫu sập phổ thông, vô cùng là tinh tế và đẳng cấp, phù hợp với mọi gian nhà, từ nhà gỗ đến nhà ba gian đều rất phù hợp. Và đặc biệt là ván là hai tấm cùng cây bong từ một cây gỗ ra, vân đối xứng rất đẹp luôn ạ. Và khuôn mặt là khuôn 10 ván 3 phân, vô cùng là đẹp luôn. Và sau đây em xin quay gần để cho các quý khách hàng cùng có thể chiêm ngưỡng thêm phần mặt sập siêu VIP siêu đẹp có ở bên cơ sở em đó. Thì ở phần mặt sập này, được cơ sở em chọn vân rất chi là đẹp luôn ạ. Vân cực VIP cực đẹp. Đây là một bộ sập có giá trị cực đỉnh cao, đang được cơ sở em bán với mức giá đầu tư là 34 triệu đồng. Vô cùng là đẹp và dày dặn. Và đây là đơn hàng đặt siêu VIP siêu đẹp của anh Linh tại Bắc Ninh. Anh ấy đặt hàng VIP hàng đẹp. Dạ ngang thường thường là chỉ dày 8 phân, nhưng anh ấy đã đặt tại cơ sở em là dày 10 phân. Và đặc biệt là hàng chọn vân vô cùng là đẹp, rất đẹp và rất đẳng cấp luôn. Và các bác nào có tài chính thấp hơn thì tham khảo qua những mẫu sập gụ trơn chân quỳ hàng phổ thông bên cơ sở em, giá chỉ từ 25 đến 28 triệu đồng thôi ạ. Là các quý khách hàng đã có thể sở hữu ngay một bộ sập cũng vô cùng là đẹp đến tay nhà mình rồi. Và đây là mẫu sập gụ đục tích 3 bông chân quỳ, đang được cơ sở em giao bán với mức giá là 28 triệu. Và tiếp đến là đôi sập đục thập điểu quần mai. Thì ở bộ sập gụ này là sập gụ VIP loại 1, được chạm khắc thủ công bằng tay 100%. Từng đường nét được đục vô cùng là tinh xảo. Phần chân sập được cơ sở em đục tùng hạc kết hợp vén sóc nho bên trên, rất tinh tế và sắc nét. Và phần dạ tiền, được cơ sở em đục thủ công bằng tay, rất tinh xảo đẳng cấp luôn ạ. Thì điểm nổi bật của bộ sập gụ này là chữ song hỷ ở giữa và đôi chim điểu đang trao mồi cho nhau ở phía bên trên, kèm theo 100 bông hoa mai đang thi nhau nở rộ, tạo nên sự may mắn, sung túc. Hoa mai biểu hiện cho
một sự khởi đầu mới, một hành trình mới. Chim điểu biểu tượng cho hạnh phúc ấm no đủ đầy, và hai cái cành mai già nua biểu hiện cho sự trường tồn vĩnh cửu, may mắn. Và các bác nào có nhu cầu thì tham khảo thêm những mẫu sập vụ là VIP bên cơ sở em. Và trước màn ảnh đây là hai bộ sập ngũ phúc kim tiền mai cài thọ, đang có kích thước là 1m60 x 2m và 1m80 x 2m20. Thì ở phần dạ tiền được cơ sở em làm dày 10 phân, đục thủ công, được đục tích ngũ phúc kim tiền, chân được đục hiêu đá, kết hợp với bên trên là rơi ngậm tiền. Thì ở phần chân sập được cơ sở em đục hiêu đá rất tròi móc và rất kỳ công. Phần dạ ngang là dày 8 phân, được đục tích ngũ phúc kim tiền. Hai cơ sở sập vụ Minh Hướng luôn sẵn 100 mẫu mã sập vụ là khác nhau để cho các quý khách hàng tha hồ lựa chọn.